Xin chào toàn thể các bác. Tiếp tục về được một số con âm ly lẻ để trả đơn cho bác. Trong đây thì bên em về được tổng cộng 4 con. Đấy. Thì nhân tiện đây trả đơn cho ba bác. Bác đầu tiên thì em sẽ làm từng video một. Bác đầu tiên là bác Nguyễn Tuyên ở Nam Định. Đây là một con 506 thì bên em dạo gần đây thì bên em ít lên sóng con này, bởi vì sao? Hàng nó không về được các bác, không về được. Nên là và giá trị về nó lại cao. Đường đi thuế yếc và mặt hàng công ty báo lên cũng như là đường đi thuế nó tăng nhiều, nên là dạo này về rất là ít luôn, số lượng về không được nhiều, nên là em ít lên sóng cho các bác. Thì nhân tiện đây thì lên sóng, số lượng còn chắc là còn một con nữa thôi. Đấy, các bác làm nhanh tay thì chốt luôn, bởi vì 506 sạc ken này thì bên em đang rất là khan hàng các bác nhé. Đấy, đang rất là khan hàng đối với cái sản phẩm này. IC và cũng như là linh kiện thì đều là của Hàn, như là IC50195 này. Đấy, còn đâu được sản xuất tại China, giá cực kỳ vừa phải. Bên em thì được báo cách đây là em báo livestream cách đây tầm 1 tháng là sẽ lên là tầm 200.000 là 4.250.000, nhưng trong cái video này vẫn khuyến mãi đặc biệt cho các bác còn một con thôi. Còn một con duy nhất thôi các bác nhá. Trả đơn đây hết rồi, còn một con thôi. Em còn chưa thử cơ. Đấy, còn một con duy nhất. Đấy, trả đơn cho bác giá là 4 triệu đồng. Bên em sẽ bao ship cho bác toàn quốc. Đấy, ở đây thì cảm ơn anh Tuyên ở Nam Định đã ủng hộ đến Nam Huy. Đấy, lợi đơn bác thì em trả luôn bác trong ngày hôm nay. Đấy, con này thì chạy IC vang nhại rất là hay, tí em sẽ thử cho bác. Đấy, thì đầu tiên thì em cho bác cùng tham khảo qua về cái chất âm của con này đã, để các bác có thể, các bác nếu mà về mua hàng của bên em này, về này soi vào đây này, soi vào đây xem có phải sò sa ken không nhá. Đấy, bởi vì bên em thường bán hàng là cho xem hết nội thất, bởi vì nội thất con sò sa ken này của bên em là rất là tự tin rồi, rất là đẹp rồi, không phải suy nghĩ rồi, khuyến mãi đặc biệt luôn, có một con thôi. Đấy, còn một con thôi bác nhá. Đấy, bác nào chốt nhanh thì còn đâu chắc là cũng hết rồi, không còn nữa đâu. Ok, và em xin thử một qua một chút bản tiết loa trước khi thử tiếng mic cho bác cùng nghe qua về cái IC vang nhại của 50195. Con này nghe nhạc rất là hay nhá. Thử qua một chút về tiếng mic của nó nhá. Em ở đây dùng một cái con mic mà bên em chuyên thử loa thôi, không phải là mic cao cấp gì cả. Ok, em sẽ thử qua cho bác một tiếng mic chút. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên tiếng mic của con này thì nói chung là IC vang 0195 mà, nên là rất là vang nhại, rất là mượt, cũng như là nó bắt giọng, nó không cần phải tốn nhiều hơi các bác nhá. Nếu mà các bác nào mà dùng lên 1 2 6 7 lên lên, nếu mà các bác nào đã dùng 506 rồi thì các bác biết, nếu mà dùng bên em rồi thì các bác biết, và các bác có thể để lại comment phía bên dưới. Đấy, những cái dòng 506 mà chạy IC tốt của nó thì các bác biết rồi, IC vang nhại của nó rất là hay. Đấy, số lượng có hạn, khuyến mãi cho các bác một con thôi, giá là 4 triệu Việt đồng, bên em bao ship. Ok, và em cũng xin kết thúc cái video này ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau nha.